Xin chào tất cả quý cô chú chị đang theo dõi kênh xe cổ miền Nam Toyota Vios cho anh chị. Đây là một chiếc xe mà mới vừa về tại Toyota Tân Cảng Minh Huy, phiên bản 1.5G, bản G, bản cao như quý anh chị nha. Thì hôm nay Huy cũng sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình nắm về cái chiếc xe này. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Biển số thành phố, anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được tới 20 triệu phần phí biển số lần nha quý anh chị nha. Và đây là một chiếc xe được sản xuất vào năm 2021. Hiện tại xe đi đúng chuẩn 19.000 cây, lịch sử, bảo trì bảo dưỡng hãng rất là kỹ luôn. Thì một số điểm mà Huy rất là thích ở trên chiếc xe này, thứ nhất là xe này là cá nhân đi, một đời chủ từ đầu và sử dụng rất là kỹ các chị. Thứ hai là về cái phần nội thất, ngoại thất là hầu như là còn nguyên bản, sơn là gần như là còn nguyên zin, rất là đẹp luôn quý anh chị. Và xe này thì không có mốp méo và trầy xước gì cả. Hiện tại bên Huy mới vừa lái về thôi và Huy đã kiểm tra rồi, không thấy trầy xước gì cả ha. Rồi, và điểm thứ ba là chủ xe đi bảo dưỡng hãng, chỉ làm trong hãng thôi các anh chị. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đến hãng bảo dưỡng rất là kỹ. Và một điểm thứ tư, đây là một chiếc xe mà sẽ được tài chính Toyota hỗ trợ vay tới 75%, tức là anh chị chỉ bỏ ra khoảng 160 triệu anh chị nhé, là mình có thể sở hữu chiếc xe Vios 2021 bản G số tự động lướt 19.000 cây, chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ nha anh chị nhé. Thì Huy cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Vios này. Mẫu thiết kế thì đây là một trong những cái mẫu mà được khách hàng đánh giá rất là cao và cũng rất là thích. Với phần lưới cản thì được sơn đen bóng cái gì đấy, rất là đẹp. Những cái phần lưới cản này anh chị, nó rất là hài hòa với cái phần ga lăng luôn. Đèn thì được thiết kế vuốt xăng sang hai bên, và anh chị nhìn này, nó phối với cái phần chi tiết mặt chrome ở trên cái ga lăng, nó rất là đẹp. Và đây là đèn led cho anh chị nha, đèn led có dải đèn chiếu sáng ban ngày. Rồi phần cản thì có cảm biến khoảng cách ở phía trước, nó sẽ báo cho quý anh chị biết chướng ngại vật ở phía trước khi mà anh chị di chuyển ở trên những khu vực đông. Và đèn thì được trang bị đèn led ở vị trí đèn cản nha quý anh chị. Còn đây là những tiếng thiết kế, nó mang tính chất cách điệu, khá là hài hòa cho cái mẫu xe Vios 2021 này. Rồi khe hở với các chi tiết nha chị, những đường găng như Huy chia sẻ ha, thì xe này thì cái độ sơn zin thì hầu như còn zin rất là nhiều, cho nên là Huy cũng sẽ lướt qua cái phần ngoại thất, lướt qua thôi nha anh chị nhé. Rồi phần vỏ thì đây như anh chị thấy gai còn rất là dài, và những cái gió này anh chị ha còn nguyên luôn, mới có 19.000 cây thôi, tuần thứ 9 của năm 2021, mâm dạng file sống sắn rất là hay, rất là hay. Rồi đèn xi nhan trên gương đấy, gương chỉnh điện, có gập gương luôn nha quý vị. Và bảng G thì sẽ được trang bị tay nắm cửa mặt chrome, nhìn nó sang trọng cái gì ha, và có công tắc rồi và cửa thông minh đấy, dán phim rồi nha. Rồi mình xem ở bên trong thì đây là phần tapi cửa, tapi cửa còn rất là mới luôn, đúng chuẩn 19.000 cây, sản xuất vào năm 2021 nha anh chị nha, 2021 đấy, từ bu lon con táo rồi ron. Chiếc xe này thì Huy quay cũng như là gửi đến cho quý anh chị một số những thông tin về giá và sự hỗ trợ từ phía tài chính để anh chị nắm. Đây các anh chị, ghế này, ghế da anh chị thấy không, còn rất là mới. Và da này là da xịn nha anh chị, bản ngờ đục lỗ rất là đẹp luôn. Và đây là vị trí mà mình mở cốp sau, đây là mở nắp xăng nha quý anh chị. Còn đây là mở capo, đây là bàn đạp thắng, bàn đạp ga thì như anh chị thấy ha, đấy còn rất là đẹp luôn. Ở dưới thảm lót chân này đấy, Vios. Và ở hàng ghế phía trước thì chúng ta sẽ có tới 4 cửa gió điều hòa, đây anh chị ha, hai cửa gió điều hòa hai bên, và đây là hai cửa gió điều hòa trung tâm. Huy nổ máy nha quý anh chị, mình sẽ để chìa khóa ở gần ở trong cái khoang hành khách, thì lúc đó mình nổ máy mới được nha anh chị, để xa quá thì không có nổ máy được. Khởi động một nút bấm startup, chỉ cần đạp thắng và nhấn nút. Và đây là công tắc cruise control, khi anh chị mà chạy ở đường trường thì anh chị kích hoạt chế độ này rất là khỏe, không cần phải đạp ga. Và đây là công tơ mét chuẩn của xe 19.469 cây số. Đấy, chủ xe mới bảo dưỡng lúc 10
ngày 18 tháng rồi các anh chị, ngày tháng tháng 8, ngày 19 tháng 8. Đèn thì có tính năng auto, tự động bật tắt nha anh chị nha. Đó, đèn LED tự động bật tắt, rất là sáng luôn. Ok. Rồi có trang bị camera gear. Đấy. Và cái đầu này thì có thể kết nối với điện thoại luôn nha anh chị nha. Okay, lạnh rất là buốt luôn. Đây phần táp lô, đi quay cho anh chị xem nha. 2021, xe còn mới, rất là keng luôn quý anh chị. Rồi mình đi một vòng nhanh ha, để anh chị và các bạn mình xem qua về chiếc xe này. Hộp số thì xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, chuyển số êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu. Xe này mà chạy đường trường khoảng 4.79 lít trên 100 cây số nha anh chị. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bền bỉ, Vios bền bỉ các anh chị, rộng rãi, thoải mái. Chi phí để bảo trì bảo dưỡng cũng khá là rẻ luôn. Còn chiếc xe này thì về cái độ nguyên bản, độ zin thì nó đạt 99% quý anh chị. Rất là ok luôn. Đấy, rộng rãi thoải mái ha. Vị trí để những cái cuốn sách, cuốn tạp chí mình sử dụng. Vị trí này thì chúng ta có thể để đồ ha, để đồ. Ví điện thoại đồ anh chị. Ngồi chi tiết căn số anh chị. Đây là vị trí cốp đựng hồ sơ. Ngồi phía sau thì những hành khách ngồi phía sau thì sẽ có một cái bệ tựa tay và mình có thể để ly nước, ly cà phê mình sử dụng. Độ ngã của ghế anh chị cũng như là độ mới của chiếc xe này thì khá là ổn. Xe còn khá là keng. Bảy túi khí là anh chị nha. Đây, túi khí rèm. Bảy túi khí. Xe mới vừa về bên Huy chưa có hoàn thiện khâu làm đẹp Marukuri. Cho nên là một số điểm nó hơi dơ thôi. Còn mà chắc xe thì anh chị yên tâm. Xe khá là đẹp. Đây, cửa đóng rất là chắc luôn. Ok, rồi vỏ dài. Chắc chắn rồi anh chị, mới có 19.000 cây thôi. Mua những chiếc xe này về anh chị đi khá là ok luôn. Tiết kiệm mà cực kỳ bền nha anh chị. Vios bền lắm. Anh chị mua về anh chị đi, không phải lăn tăn lo lắng gì vấn đề bảo trì bảo dưỡng hay là sửa chữa đâu. Đó, gầm bề đây, mình sáng trưng. Xe này mua vào tháng 5 thì về chế độ bảo hành hãng á, thì anh chị thì cũng còn tới tháng 5 thì sẽ được bảo hành là tháng 5 2021, tháng 5 2022, 23, 24. Tháng 5 năm 2024 bảo hành hãng nha anh chị nha. Còn sau thời gian đó thì bên Huy sẽ bảo hành thêm về phần động cơ và hộp số cho quý anh chị. Cho nên hoàn toàn yên tâm. Nhưng thực sự là Vios bền lắm. Không phải lăn tăn vấn đề bảo hành đâu quý anh chị. Đấy, xe bảo dưỡng hãng đầy đủ thì anh chị yên tâm. Vỏ xe cua còn nguyên chưa hạ nha quý anh chị nha. Sáng trưng nha, đẹp. Đấy, vị trí này là vị trí số khung số máy nha quý anh chị. Số khung. Rồi, keo sùng. Keo sùng này. Đấy. Ở phía sau thì mình sẽ có tới 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau. Thì có 2 cảm biến sau và 2 cảm biến gốc. Cho nên là phía trước có, phía sau có. Cho nên là di chuyển chiếc xe này cực kỳ an toàn các chị. Camera gear đầy đủ hết. Ok, rồi thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Mình đi xem thêm về cái phần động cơ nha. Động cơ. Để anh chị đánh giá về chất lượng của chiếc xe này. Thì quý thấy khá ổn anh chị. Với mức giá là 483 triệu. Vios G 2021. Hiện tại thì bên Huy có 2022 thì có hai chiếc, một chiếc màu đỏ với một chiếc màu bạc. Và đây là chiếc xe 2021. Anh chị nhìn nào, động cơ nổ rất là êm luôn. Từ bộ lon con tán từng cách điện, mình đã quy còn nguyên chưa thay nha quý anh chị. Đó, bộ lon con tán này còn rất là đẹp. Thì hiện tại chiếc xe này bên Huy đang niêm yết là 483 và phía tài chính sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 75%. Anh chị đưa trước khoảng 160 là anh chị mua được chiếc xe này rồi. Ok anh chị. Xe biển số thành phố, bảo dưỡng hãng kỹ, chắc xe đẹp, ngoại thất và nội thất thì hầu như là còn zin, còn nguyên bản. Và cá nhân đi sử dụng giữ kỹ. Và đây là một trong những chiếc xe mà Huy đánh giá rất là cao về chất lượng, lịch sử, bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ luôn. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với Huy sớm theo số điện thoại trên màn hình 0937688847 để được Huy tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị để mình có thể sửa một chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Anh chị nào mà chưa tìm được cho mình một sản phẩm mua về sử dụng thì anh chị đăng ký kênh để khi mà có xe về anh chị Huy đăng lên thì anh chị sẽ là những cái người đầu tiên thấy được cái sản phẩm Huy đăng. Thích chiếc nào thì anh chị liên hệ sớm nha. Bên Huy thì khách hàng rất là tin tưởng và bán rất là nhanh. Cho nên anh chị hãy nhanh tay và liên hệ với Huy sớm ạ. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.